Thưa quý vị, dự báo số lượng phương tiện vận tải nói chung và vận tải hành khách nói riêng trong dịp Tết Dương lịch và âm lịch, lễ hội Xuân Nhâm Dần năm 2022 tới đây sẽ giảm. Lượng phương tiện cá nhân sẽ tăng mạnh so với mọi năm. Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các sở giao thông vận tải lên sẵn phương án cụ thể để đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân, đảm bảo đủ phương tiện, không để người dân nào không kịp về đón Tết sum vầy theo phong tục truyền thống do thiếu tàu, lỡ xe. Cụ thể, Tổng cục sẽ chủ động hướng dẫn đôn đốc các sở giao thông vận tải, chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe thực hiện công khai, minh bạch và đúng quy định về giá cước vận tải, các loại giá, phí dịch vụ tại bến xe. Các hành vi tăng giá vé trái quy định sẽ bị xử lý nghiêm. Bên cạnh đó, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách có phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp, chở đúng tải trọng cho phép, số người theo đúng quy định, đảm bảo năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải, tuân thủ nghiêm quy định về phòng chống dịch COVID-19. Kiểm tra chặt chẽ điều kiện an toàn của phương tiện và lái xe trước khi xuất bến, nhắc nhở hành khách thắt dây an toàn khi được chở trên phương tiện. Niêm yết các thông tin theo đúng quy định, đặc biệt nhà xe phải niêm yết biển kiểm soát của phương tiện và số điện thoại của cơ quan chức năng để hành khách biết và phản ánh qua đường dây nóng.